Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review tiếp với các bạn về dự án ICO Aeon Token. Thì dự án ICO này hiện tại là đang đến giai đoạn 3. Trước đấy mình đã có hai bài review về dự án ICO này, có giới thiệu về phần 1 và phần 2 của dự án. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn phần 3 của dự án Aeon Token. Thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang web của dự án ICO này, đó là aeontoken.io, để tìm hiểu chi tiết hơn về dự án. Hiện tại thì danh sách trắng đang được đếm ngược, còn 3 giờ 13 phút nữa sẽ bắt đầu. Về nền tảng trò chơi của blockchain thì hiện tại các bạn có thể click tại đây để tìm hiểu thêm về dự án, về phần bonus bounty tiền thưởng của dự án Aeon Token. Tiếp theo về các bạn có đây là về dự án ICO Aeon Token thì gồm có tổng tiền thưởng là 20 triệu mã thông báo Aeon, tương đương với lại 600.000 đô la được quy đổi dựa trên giá ICO. Về hỗ trợ thì tham gia Aeon Token nếu bạn bằng cách các bạn có thể kích tại đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Vui lòng điền vào mẫu bên dưới đây để chúng tôi có thể theo dõi các hoạt động tiền thưởng của bạn, và bạn sẽ nhận được 100 Aeon nếu như mà bạn đăng ký bản đăng ký của bạn hợp lệ. Và bạn tiếp theo bạn hãy để lại địa chỉ mail của mình, để lại địa chỉ Ether và câu trả lời của các bài đăng của bạn tại đây để bắt đầu bounty ngay bây giờ. Và bạn sẽ nhận được 100 Aeon sau khi đơn đăng ký của bạn sẽ được xem xét. Bạn có thể xem xét trạng thái đơn đăng ký của mình tại đường link dưới đây ạ. Và các bạn có thể kích đây để gửi đi. Như thế thì các bạn có thể tìm hiểu cũng như là nhận được 100 Aeon trong thời gian bounty. Vâng, tiếp theo thì các bạn cũng có thể kích tại đây để tìm hiểu lại về đội ngũ phát triển cũng như là đội cố vấn của dự án Aeon Token. Chúng tôi hiện tại đang đưa các bạn tìm hiểu về dự án ICO. Thì Aeon Foundation được thành lập Palo Alto, nền tảng Aeon được dành riêng để trao quyền cho các nhà phát triển và tạo nhiều trò chơi hơn cho người dùng của chúng tôi. Tầm nhìn của chúng tôi là cho phép người chơi tìm các trò chơi với dễ dàng hơn và nhà phát triển phân phối sáng tạo của họ dễ dàng hơn thông qua nền Aeon với sự trợ giúp của thẻ Aeon. Về thành viên nhóm của chúng tôi thì rất là tuyệt vời và có những kinh nghiệm phong phú cũng như khả năng sáng tạo và dày dặn kinh nghiệm trong việc phát triển dự án Aeon Token. Thì các thành viên trong nhóm có các đơn vị như là bên Facebook, Oculus, Starfox, vân vân. Từ nhóm đã xây dựng trò chơi Crypto Alpaca, và bây giờ chúng tôi mang đến cho bạn Aeon, nền tảng chơi phân cấp. Trò chơi của chúng tôi là tuyệt vời Crypto Alpaca. Về người dùng đang hoạt động thì trong đó có hơn 1.000 người và đạt top 2 trong số tất cả các trò chơi phân cấp, với cộng đồng lớn hơn 200.000 người dùng đăng ký, và với phạm vi toàn cầu người chơi của chúng tôi được phủ sóng trên hơn 100 quốc gia. Và hiện tại thì có các ứng dụng như là Aromel, Etherfina và các trò chơi sắp ra mắt khác. Chúng tôi Baxter sẽ được kinh nghiệm dựa trên các đơn vị như là US Serum, IMO Venture, vân vân. Chúng tôi đã đạt được các nổi bật đặc biệt trên các trang mạng báo chí như là Yahoo, Forbes, Venturebird, vân vân, và hơn 300 báo chí của quốc tế. Các bạn có thể cập nhật thêm bằng cách để lại địa chỉ email của mình tại đây. Thì chúng tôi sẽ không chia sẻ email của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ gửi những cập nhật mới nhất về mã thông báo ICO
AON token cũng như là về sự phát triển của dự án và quá trình pre-sale bonus tiền thưởng đến các bạn. Và các bạn hãy theo dõi chúng tôi trên các trang mạng xã hội như Twitter, Telegram, vân vân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.